trăm sáng, nhìn bao bước chân trên đường. Alo, đợi tí nhá, sao xong rồi. Thình thang trên từng con phố. Đã bảo đợi tí rồi cơ mà. Này, mày đứng và tắt máy nhá. Mày có nhớ tao là ai không? Mày nghe giọng tao có quen không? Chị là... À, em nhớ ra chị rồi. Để trả thôi thì cứ ra thử bán xin ra thế nào. Ôi chị ơi, hay là bây giờ mình vào trong nhà uống nước cho đỡ khát chị nhá. Thôi em ơi, trả tiền nhanh lên, tao còn đi có việc khác. Nhanh. Ôi chị ơi, chả là gia cảnh nhà em cũng khó khăn lắm chị. Để em kể cho chị nghe nhá. Cây xương rồng cảnh nhà em bây giờ không có nước, khát khô cả rồi. Đấy, làm gì còn đủ tiền để mua nước và tưới cây cho nó đâu. Nên là bây giờ nó gầy lôi cả xương ra, ôi dồi ôi, trông như những cái gai. Từ đầu đã màu xanh lá rồi, xong bây giờ trông nó xanh sao mà em không có tiền mua dân màu hồng để sơn cho nó hồng hào trở lại. Mà khổ nhất là con em chị ạ, không biết nó bị cái bệnh gì mà lưỡi nó cứ lè ra không nhét vào được. Ôi thôi chết, thế sao không đưa con đi bệnh viện đi khám đi? Thì gần đây làm gì cái bệnh viện thú y là đâu ạ? Sao lại bệnh viện thú y? Thì nó là chó mà. Trời ơi. Thôi được rồi, nhìn em thì cũng chân thành, cũng khổ thân đấy. Nhà chị quyết định nhá, về chị lấy tiền gốc thôi. Để lại, cứ trả chị cũng được nhá. Mà đã phát sinh đủ đường như thế rồi mà nó vẫn không cắt cho mình, vẫn bắt mình trả tiền gốc. Mà rõ ràng mình ăn mặc đàng hoàng, sang chảnh thế này, sẽ phải đi quỳ gối văn xin. Không được, phải đổi cách thôi. Này nhá, để bà nói cho mày nghe nhá. Bà đã phải vứt bỏ danh dự quỳ gối van xin mày rồi mà mày còn bắt phải trả tiền à? Hả? Đấy nhá, có tiền thì bà khắc tự trả. Mà đã giờ quỳ của mày chưa? Mình có tiền ấy. Chị im. Thế này tao đánh bạc nợ nhiều quá rồi, không thể trả nổi. Mày còn chán nhá, tôi có giết hàng đi. Mày đánh đi. Cứ giờ thì đánh đi. Đánh rồi lấy ai làm việc kiếm tiền trả nợ cho mày hả? Đánh đi. Không đánh được mày á thì tao sẽ kiện mày ra tòa con ạ. Kiện á? Chết dở, giờ nó kiện thì mình ngồi tù à? Không được, mình hại mình van xin không được, nên mình dạy đời cũng không xong. Thế thì giờ phải tâm sự, chi kỷ đồng trang lứa, phải đồng cảm thôi. À chị à, nãy em cũng có chút nóng nảy, trời hôm nay cũng hơi nóng mà chị nhỉ? Đây, em bảo này, em biết chị đòi nợ mệt lắm. Em biết mà, vì người ta cũng nợ em nhiều lắm chị. Đây em kể cho chị nghe nhá, Tết vừa rồi em chơi bài thua cả một đống như thế, vì có một người nợ em đấy. Ai nợ em? Thần bài nợ em, thần bài. Người ta nói rằng khi mà chân thành ý, khi mà khẩn cầu ý, thì kiểu gì cũng sẽ được thành quả. Nhưng không, cứ mỗi lần em bốc một con gì là em đều chắp tay cầu nguyện, cuối cùng vẫn thua đấy thôi. Thế chẳng phải em nợ nhiều như thế thì thần bài nợ em một chút may mắn hay sao? À mà đấy là tiền bạc nhá. Em còn bị nợ tình cơ chị ơi. Em yêu thương người ta, hết lòng vì người ta, thế mà suốt một quãng thời gian đằng đẵng ấy không một chút hồi âm. Em buồn lắm chị. Nếu người ta không hồi âm em bao nhiêu năm rồi? 20 năm rồi chị. 20 năm? Thế bây giờ em bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Ủa? Là sao? Là em kiếm mãi không có người yêu đấy chị. Trời ơi, bao nhiêu năm qua mà không một nổi mảnh tình bắt tay. Mặc dù là em mở lòng lắm rồi đấy. Thương em thật đấy. Thấy em như thế này chị đã không làm khó em rồi. Thôi thì từ bây giờ á, từ lần sau ấy, chị sẽ không làm khó em nữa nhá. Mà hôm nay ấy, chị sẽ đánh chết của mẹ em luôn nhá. Sau hôm nay, tôi rút ra được hai bài học. Một, ai cũng cần tiền tiêu, nên nếu bạn đang nợ ai thì trả ngay đi. Hai, đừng mong đen bạc sẽ đỏ tình, vì vốn dĩ bạn đã đen sẵn rồi. Nhanh. Nhớ like, share, subscribe cho kênh YouTube của Nhà Cấp 4 nhé.